Lý, nhân dịp mà cha vừa được chính quyền đưa về tòa tổng giám mục để có thể chữa bệnh tốt hơn, thì trước hết xin cha có thể cho biết là cha có bất ngờ khi nhận được quyết định này hay không ạ? Trước hết là xin kính chào tất cả quý vị, bà con, bạn hữu. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, bà con, bạn hữu đã thương, quan tâm giúp đỡ tôi và gia đình tôi trong bao nhiêu năm qua. Vấn đề mà quý vị vừa mới hỏi đó, thì tôi xin trả lời là họ quyết định để đưa tôi về chiều hôm nay thì tôi mới biết chiều hôm qua thôi, nhưng mà diễn biến của công việc á thì nó đã diễn biến cách đây gần 4 tháng rồi. Tức là khi mà người ta đưa tôi về Hà Nội điều trị lần thứ ba đấy, thì khoảng nửa tháng sau thì người ta đã xúc tiến chuyện này với gia đình rồi. Tuy nhiên nó quá nhiều thủ tục mà đến chiều hôm qua thì họ mới thông tin cho tôi biết. Thì quyết định này nhà nước Việt Nam làm căn cứ trên đề nghị của gia đình, là không đề cập gì đến chuyện án tư của tôi cả, mà gia đình chỉ đứng trên quan điểm là tôi đang bị bệnh nguy cấp thì đề nghị đưa về nhà chung Huế để có điều kiện điều trị tốt hơn. Chừng đó thôi. Gia đình chỉ đề nghị như vậy cách đây 3 tháng rưỡi. Và giả như người ta hỏi ý kiến tôi thì tôi không đồng tình, vì tôi cũng muốn điều trị như mọi người bình thường. Nhưng mà điều trị với điều kiện là đình chỉ thi hành ngay. Còn ở đấy á, người ta không thể làm cái lệnh điều đình chỉ thi hành được, mà người ta chỉ có thể làm tạm đình chỉ thôi, và họ tạm đình chỉ trong 12 tháng. Nhưng mà vì gia đình đề xuất với nhà nước thì tôi cũng để cho gia đình đề xuất, thì để giả như để cho tôi lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn tha cửa trong trại giam thêm 5 năm nữa cũng không sao. Dạ thưa cha, tức là cha vẫn không công nhận cái bản án mà tòa án đã tuyên đối với cha, tức là vẫn. Vâng, cho đến bây giờ tôi vẫn không nhận bản án đó là một bản án công bằng và văn minh. Và tôi không bao giờ nhận mình là phạm nhân. Suốt trong 3 năm qua, tất cả các giấy tờ tôi đều ghi là tù nhân lương tâm, linh mục công giáo của Tổng giám mục Huế. Không có một giấy tờ gì của họ mà có ghi chữ phạm nhân, mà tôi không gạch bỏ chữ phạm nhân này. Tôi luôn gạch bỏ chữ phạm nhân và sai vào đó là tù nhân lương tâm. Kể cả một cái giấy nhỏ như mua hàng căn tin hoặc là một cái phiếu khám bệnh, tôi cũng đều xác nhận như vậy. Và khi họ đưa tôi về Hà Nội điều trị thì tôi cũng đã xác định lập trường rõ là quý vị coi tôi là một bệnh nhân thì tôi bằng lòng để quý vị điều trị, mà nếu quý vị coi tôi là một phạm nhân thì tôi xin cầu tử. Bản án này tôi cũng không nhận là văn minh ở chỗ này. Tôi đã tuyên bố với họ nhiều lần. Cách đây hơn 160 năm, ông Karl Marx ở London viết tuyên ngôn Đảng Cộng sản và Bộ Tư bằng luận thì không bị bắt. Nếu như ông Karl Marx viết bản tuyên ngôn Đảng Cộng sản mà bị bắt thì làm gì hiện nay mà có các đảng cộng sản trên thế giới. Hôm nay tôi cũng làm những công việc tương tự mà tôi lại bị bắt, chứng tỏ rằng pháp luật Việt Nam về vấn đề này
thì lạc hậu hơn cả thời đế quốc Anh cách đây gần 200 năm. Và nhóm người Ái quốc khi hoạt động ở Pháp ra báo Le Parisien thì Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Phan Thế Tuyền và cả Nguyễn Tất Thành đều không bị bắt. Thế tại sao hôm nay là sau những vị này cả gần cả một thế kỷ rồi mà tôi cũng làm những công việc tương tự như vậy thì là bị bắt, chứng tỏ rằng luật pháp của thực dân Pháp lúc đó vẫn văn minh hơn luật pháp của Việt Nam hôm nay. Và ngay tại đất nước Việt Nam này thì bây giờ ở miền Nam là hưởng được nền luật pháp của mẫu quốc, tức là của Pháp. Thì nhiều nhà yêu nước lúc đó, kể cả cụ Huỳnh Thúc Kháng, ra những tờ báo như tờ báo Tiếng Dân, tờ báo Tiếng Chuông Rè vẫn được công khai. Và thực sự lúc bấy giờ riêng vùng miền Nam Đảng Cộng sản vẫn được hoạt động công khai, miễn sao là không bạo động. Thì bây giờ đã sáu gần cả trăm năm rồi mà xét về mặt này thì Việt Nam đã đi thụt lùi không bằng thời thực dân Pháp. Chính vì vậy mà tôi không nhận bản án thiếu văn minh và không phù hợp với công ước quốc tế đó. Dạ thưa cha, thì con cũng xin hỏi thêm là về tình trạng sức khỏe hiện nay của cha thì cha cảm thấy như thế nào ạ? Hiện nay chân phải của tôi thì vẫn chưa cử động bình thường được, bàn chân phải trơ trơ ra thôi. Nhưng mà khi đi thì có một cái gầy hoặc có một chiếc xe đẩy, hoặc là đi chập chững vịnh tường, vịnh đô thì có thể được. Còn bàn tay phải thì cành cánh tay phải thì hiện nay cũng có thể làm được một số việc nhỏ nhỏ, nhưng mà như cầm bút để viết thì chưa được, cầm thìa để ăn cơm thì cũng tạm tạm thôi, vẫn run, vẫn loàng quàng. Còn riêng cầm bàn chải đánh răng vẫn cầm chưa được. Nhưng mà lần trước á, khi tôi bị tai biến lần thứ hai thì sau 3 tháng thì có thể làm những việc ấy được. Còn bây giờ vì lần thứ 3 thì nó phục hồi chậm hơn, cho nên đến hôm nay đã 4 tháng rồi mà những việc ấy vẫn chưa làm được. Rafi, rất cảm ơn cha Lý đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và xin kính chúc cha được chữa bệnh chóng lành và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Contre le régime. Một linh mục Việt Nam đã bị kết án 8 năm tù trong một phiên tòa xử tại Huế vào ngày thứ Sáu với tội danh là tuyên truyền chống chế độ Cộng sản Việt Nam. Cùng bị xử với ông còn có 4 người khác, 2 nam và 2 nữ, bị kết án từ 1 năm rưỡi tù treo đến 6 năm tù ở. Họ cũng bị kết tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa. Cha Lý, 60 tuổi, bị kết án là người đã chủ mưu phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, có tên gọi là Khối 8406. Khối này ra đời vào tháng 4 năm 2006. Chính quyền Việt Nam cho rằng cha Lý là người hỗ trợ cho các đảng phái bất hợp pháp như Đảng Thăng Tiến Việt Nam. Ông cũng bị kết tội vì có liên hệ với các lực lượng dân chủ nước ngoài. Đây là một tòa án cộng sản. Cha Lý đã la to như thế trước khi người ta bịt miệng ông. Từ nhiều tháng nay, nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ và đàn áp các nhà đối kháng. Đầu tháng 3, đã có 2 luật sư đã bị bắt và có thể họ sẽ bị đưa ra tòa xử cũng vì tội tuyên truyền chống chế độ. Nhiều tổ chức nhân quyền nước ngoài đã lên tiếng phản đối hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam. Cha Lý đã từng bị giam giữ 14 năm với tội danh là hoạt động chống chế độ.